Những nhân vật lớn tuổi trong Genshin, Faruzan, học giả U100 cộng của Sumeru, người đầu tiên xuất hiện trong hội bất lão của Tây Vắt mặc dù tuổi đã ngoài 100 nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung như thiếu nữ 20, thứ mà chị em nào cũng khao khát thực chất cô ấy có thể giữ được tuổi xuân là nhờ vào một lần đi khám phá di tích và vô tình bị kẹt lại trong một chiều không gian đặc biệt. Ở đây thời gian trôi qua nhưng không ảnh hưởng đến cơ thể. Khi ra khỏi di tích thì 100 năm đã trôi qua. City Lali U200, nhân vật mới sẽ được ra mắt sắp tới trong Genshin, người ba với cực kỳ nhiều biểu cảm và sắc thái lại vô cùng dễ thương, không những thế lại còn rất cá tính. Tôi không rõ vì sao bà lại có thể giữ lại được ngoại hình hồi trẻ của mình, nhưng không sao điều này không quan trọng lắm. Cùng nhau chờ bà ấy chạy banner để có thể giòn về nào. Furina U500 có thể nói cô ấy là một nhân vật vô cùng đặc biệt vì cô ấy từng đảm nhiệm vị trí là thần của phong tên nhưng giờ thì về hưu rồi. Có thể nói là cuộc sống khi về hưu của cô ấy rất là tuyệt vời luôn. Rảnh thì sẽ đi dạo phố, vui thì đi làm đạo diễn phim, buồn thì dù đồng nghiệp cũ đi chơi có thể nói là một cuộc sống vô lo vô nghĩ luôn. Đừng thắc mắc cô ấy lấy Mora ở đâu để tiêu xài. Mora cô ấy xài chính là đồ tích trữ được trong 500 năm làm diễn viên đấy. Tạm thời tôi chỉ nhớ mỗi ba người này thôi còn các nhân vật khác thì quên mất tiêu rồi ai nhớ thì comment với không tính các tiên nhân và thần nhé bọn họ sẽ để dịp sau